Với giá thành chỉ trên dưới 2 triệu đồng thì chúng ta sẽ chọn chiếc máy nào để đáp ứng các yêu cầu là cấu hình mạnh, bộ vi xử lý nhanh, camera chụp lại đẹp, pin lại bền thì không có gì ngoài chiếc Xiaomi Redmi 6A này. Máy được bọc một lớp chống sốc và một túi bóng rất là cẩn thận. Và máy thì được hiển các thì thông số của DigiWatt rồi các thứ của chính hãng của Trung Quốc. Thì nhìn mặt sau thì Xiaomi có tên là Xiaomi Redmi 6A và màn hình là 5,45 inch HD Plus, Qualcomm 12 nanomet và pin 3000 mAh và camera là 13 megapixel. Đây là một phiên bản màu đen và đây là có bộ nhớ trong 16GB và 2GB RAM và dây in China quen thuộc. Đó, đây là rất là bình thường. Sau đây tôi xin mở hộp cho mọi người cùng xem. Thì giống như tiền lệ thì các loại dòng Xiaomi mới này khi nó bóc hộp nó rất là khít. Còn nó là nguyên zin, gọi là nguyên trinh ấy, khít lắm, rất là khó ra. Rồi. Ui, và đây là em nó. Thì đây, em nó là màu đen, rất là đẹp, cầm rất là đều tay. Đây, trang trước của nó là hiển thị các thông số của nhà Xiaomi. Đó, đây là mặt sau, nhìn rất là đẹp. Thì trong hộp của nó thì có sách hướng dẫn, mà thường thường là sách hướng dẫn này toàn tiếng Anh, này chắc cũng chẳng ai đọc bao giờ cả, đúng không? Thì tiếp đến trong đây là một cục sạc. Cục sạc này thì là 0,2A. Nói chung là sạc này gọi là sạc thường thôi. Và một cổng gọi là micro USB à, và một khoe sọc sim hết. Ô, hình như những dòng này không có gọi là cái bao cao su để gọi là bọc máy đúng không? Thì nhìn về ngoại hình thì máy có thiết kế rất là đẹp, màu đen này nhìn nó có vẻ rất là tràn viền. Đằng sau thì có một camera và đèn flash. Đằng trước thì dây cắm 3,5 mini và cục sạc với mic. Bên này là nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Bên này là khe cắm thẻ nhớ và khe cắm SIM. MIUI 9 này. Thì máy có sẵn tiếng Việt luôn cho chúng ta chọn, bởi vì đây là máy quốc tế nên mà mọi người có thể cài đặt tiếng Việt và sử dụng được đơn giản ngay. Thì về chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 6A này thì sơ qua về cấu hình của máy thì máy này được trang bị màn hình IPS LCD, kích thước màn hình là 5,45 inch, tạo cảm giác xem phim rất là thoải mái. Về độ phân giải màn hình thì được hiển thị rất là đẹp, màn hình là HD cộng với độ phân giải là 720x1440 pixel và có jack cắm 3,5 mini. Bộ nhớ trong của chiếc máy này là 16GB và dung lượng thẻ tối đa được hỗ trợ là 256GB. Và đây là thẻ micro SD. Về kết nối và dữ liệu thì chiếc máy này được hỗ trợ 4G và Wi-Fi chuẩn 802.11. Và đặc điểm chính của cái chiếc máy ảnh này ở camera sau là độ phân giải 13 megapixel với khẩu độ f2.2 và tính năng của máy là tự động lấy nét, chạm lấy nét và nhận diện khuôn mặt HDR.
Và camera trước phụ của máy là 50 megapixel. Camera có chức năng quay phim Full HD 1080p 30 fps. Và máy được trang bị sử dụng hai SIM nano. Hệ điều hành của máy là 8.1. Máy được xử lý CPU là MediaTek Helio A22, RAM 2GB và pin chuẩn Neon 3000 mAh. Và sau khi chúng ta chờ cài đặt hoàn tất thì chúng ta có thể sử dụng được máy luôn. Bởi vì mình chọn máy màu đen này nên là cảm giác nhìn rất là vừa tay và ôm khít lấy tay, cầm rất là chắc chắn. Thì máy này được thiết kế nguyên khối bằng nhựa nhưng mà được sơn giả màu đen này nên là nhìn rất là sang trọng và lịch sự. Và trong hộp thì có một que chọc SIM đây ở bên cạnh hông này đó. Đây là một thẻ SD và một SIM nano, còn bên cạnh là một SIM nano nữa. Rồi, xin chào mọi người ạ, hết ạ.